Vâng, em chào các bác. Chào các bác ở tất cả mọi miền Tổ quốc. Hôm nay thứ bảy ngày 26, em lên sóng giới thiệu với các bác một sản phẩm bếp từ. Con này bếp từ siêu VIP các bác nhé. Size 75, hiệu Panasonic, 2 sensor, 3 từ. Đấy, thường thường là cái bếp hồng ngoại đây, nhưng con này bản này nó là 3 từ. Đấy, bác nào mà có nhu cầu về bếp từ Panasonic viền đen, con này mặt kính không một vết xước các bác nhá, không một vết xước. Đấy, em quay chi tiết cho các bác. Đây, tột tia các thứ của nó tất cả còn nguyên bản các bác nhá, nguyên zin hết. Đấy, kể cả từ cái này nguyên zin hết các bác nhá, rất là đẹp. Đây, lò nướng với bếp nhỏ này. Size 75, 2 sensor. Mỗi bếp 3 ký, một bếp giữa là 1 ký rưỡi. Đấy. Các cái chắn mỡ, chắn miếc ở đó rất là mới này. Bác nào có nhu cầu sản phẩm bếp từ size 75 thì nhấc máy alo cho em 0972919190. Đây, em quay dàn tủ lạnh. Dàn tủ lạnh 5 cánh và 6 cánh. Bác nào mà có nhu cầu thì cứ nhấc máy alo cho em. Sản phẩm tủ lạnh 5 cánh Panasonic. Tủ lạnh Hitachi 5 cánh. Con này em bán 10.500.000 các bác nhé. Tủ lạnh Hitachi 5 cánh. Panasonic 6 cánh. Con này 23 triệu. Con này là sản phẩm 470 lít, 17.500.000. Con này là sản phẩm 470 lít, 19.500.000. Con này em bán rồi. Con 5 cánh này là 15 triệu các bác nhé. 5 cánh Hitachi hút chân không. Hitachi hút chân không. Đấy, sản phẩm tủ lạnh. Tủ lạnh Hitachi 480 lít. 480 lít. Panasonic. Bác nào quan tâm thì em lấy sản phẩm Panasonic, hai con này đẹp xuất sắc. Đẹp xuất sắc. Từ trong tổng thể nước ngoài như mới các bác nhá. 15.500.000, bảo hành nguồn nguồn bảo hành 25. Các bác có quan tâm về những sản phẩm máy lọc không khí đây, máy giặt thì em đây. Máy giặt thì nọ rất là nhiều, hôm nay bán cũng còn tuần này và đang làm những cái vệ sinh. Máy giặt 7.300, 8.500, 5.600, 9.600, 8.700. Nói chung đầy đủ hết các mã các bác nhé. Lọc khí, bếp từ, lồi cơm, máy rửa bát. Bác nào quan tâm sản phẩm gì nhấc máy alo cho em. Em sẽ báo giá chi tiết công khai các sản phẩm cho các bác. Hẹn gặp các bác ở một cái clip tiếp theo lần sau. Lần này tủ lạnh về rất là nhiều và đẹp, và máy giặt như các bác nhé. Mùa mưa phùn gió bắc này thì cứ có máy giặt sấy khô này, kẻ mưa 1-2 tháng các bác không phải lo về vấn đề về về máy, về quần áo giặt.